Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục nội chính và phòng chống tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, xác định thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, góp phần phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp đã và đang diễn ra. Chuyên mục nội chính và phòng chống tham nhũng hôm nay có ghi nhận một số kết quả về công tác này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời gian qua, các cấp ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết sớm những vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài, bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân phải có trình độ, năng lực và trách nhiệm, tăng cường hướng dẫn trong công tác đối thoại, hòa giải, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Qua đó đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đồng thời phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp đã và đang diễn ra. Chỉ tính riêng trong quý 2 năm nay, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tiếp 354 lượt với 348 người tham gia. Qua kiểm tra đã loại bỏ các đơn thư trùng lặp, nặc danh và không rõ nội dung, địa chỉ, đơn đủ điều kiện xử lý là 323 đơn. Nội dung các đơn thư, kiến nghị phản ánh, tố cáo của công dân tập trung vào các nội dung giải phóng mặt bằng, đền bù, giải tỏa, một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý hành chính, nội chính và phòng chống tham nhũng. Chúng tôi thường xuyên để phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát các cái tình hình ở trên các địa bàn trong toàn tỉnh để kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy cũng như Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xử lý giải quyết kịp thời và dứt điểm những cái lĩnh vực trong cái lĩnh vực mà an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn. Ngoài cái việc phối hợp với ban kiểm tra tỉnh ủy ra thì ban nội chính cũng phối hợp rất là tốt với văn phòng tỉnh ủy, và chúng tôi cũng đã có cái quy chế phối hợp giữa ban nội chính với văn phòng tỉnh ủy trong cái việc tiếp nhận và tham mưu để xử lý giải quyết đơn thư cho đồng chí bí thư tỉnh ủy, và nhất là những cái đơn thư mà thuộc trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương hoặc là của các cơ quan ban ngành, thì chúng tôi đã chuyển kịp thời đến và yêu cầu các các cơ quan ban ngành các địa phương đó sau khi giải quyết xử lý đơn thư thì báo cáo kết quả về cho ban nội chính để chúng tôi có sự tổng hợp báo cáo với đồng chí bí thư tỉnh ủy, là trên cơ sở là xử lý các cái đơn thư đó và báo cáo kết quả về cho ban nội chính để chúng tôi tiếp tục theo dõi và đôn đốc các địa phương khẩn trương để xử lý, để đảm bảo được cái tính kịp thời và đảm bảo xử lý cái đơn thư của công dân, không để công dân phải đi lòng vòng và không để công dân phải khiếu kiện nhiều lần, mà cái trách nhiệm đó là thuộc về của chúng ta. Xác định công tác xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ban nội chính tỉnh ủy đã tăng cường phối hợp với các cấp ngành chủ động nắm tình hình khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân tại cơ sở, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở. Những vụ việc tồn đọng kéo dài, nhất là liên quan đến công tác nhân sự, phòng chống tham nhũng lãng phí, qua đó góp phần tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Về chủ trương trung ương, tổ chức chống tham nhũng hết sức tích cực và quyết liệt, đã chỉ đạo và giải quyết một số việc điểm nóng tại trung ương, đặc biệt là các vị trong lãnh đạo là tỉnh và trung ương. Qua cái giải quyết như vậy, bởi vì một người đảng viên tại địa phương cũng rất phấn khởi và đảng viên tin tưởng sự lãnh đạo của đảng ở cấp trên. Đồng thời ở địa phương chúng tôi cũng tiếp tục phấn đấu làm thế nào để như vậy là xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương và phấn đấu từng người đảng viên để nêu gương và học tập tốt chỉ đạo của trung ương để làm thế nào công tác chống tham nhũng tại địa phương hoàn thành một cách tốt hơn, để đưa địa phương ngày càng phát triển về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Trong công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, nói chung có những cái là để thấy những cái kết quả là có như đã đạt được, thì riêng ngay đảng viên của Lập Thạch hoặc là có nhân dân của khu Lập Thạch là có rất là phấn khởi. Trong những năm qua phải rất chủ động công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn và cũng đạt được những kết quả quan trọng và tạo điều kiện rất lớn để cho động lực phát triển kinh tế xã hội. Để công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đi vào nền nếp, đạt hiệu quả, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo với nội dung rõ nét, sâu sát, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh cũng đã tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng chí Bí thư cấp ủy đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên theo dõi, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn được phân công, gắn với cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, coi hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thì cái công tác là giải quyết đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo công dân là một trong những cái nhiệm vụ mà được Đảng cũng rất là quan tâm, và nó cũng đã để thể hiện trong các cái luật khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Và vừa rồi thì như các ông chị cũng đã biết thì theo cái quy định 33 là cái trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Đối với tỉnh thì tỉnh ủy thì chúng ta cũng đã thực hiện quy định số 11 thì đã ban hành cái quy định 33 của tỉnh ủy về cái việc công tiếp công dân của đồng chí bí thư tỉnh ủy. Thì hiện nay thì các địa phương cũng trên cơ sở cái quy định 33 này thì cũng đã trực tiếp tiếp công dân đối với đồng chí, tức là tiếp công dân của đồng chí bí thư ở tại các địa phương cơ sở. Do đó chính từ cái việc ngoài cái chức năng nhiệm vụ việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của luật ra, thì định kỳ hàng tháng thì đồng chí bí thư cũng tổ chức tiếp công dân để xem xét, để giải quyết các cái nội dung mà công dân tố cáo liên quan đến cái thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong cái việc tiếp công dân. Thì do đó thì qua theo dõi thì chúng tôi thấy rằng là như chúng ta làm tốt cái công tác tiếp công dân, do đó thì những cái trường hợp mà công dân có cái đơn thư khiếu nại tố cáo thì đã được có cái sự quan tâm và chỉ đạo ngay từ ở cái cấp cơ sở, do đó là nó hạn chế được cái tình trạng công dân là khiếu kiện vượt cấp hoặc là những cái vấn đề mà công dân có cái kiến nghị đề xuất thì đã được cái cấp các ngành từ cơ sở để quan tâm giải quyết. Thì tôi thấy đây là những cái mà trong thời gian vừa rồi thì đối với tỉnh chúng ta thì làm khá tốt cái nội dung này. Trước cái tình hình thực tế hiện nay cũng như cái công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ của tỉnh sắp đến sẽ diễn ra trong tháng 10, thì ngoài cái nhiệm vụ chúng tôi phải làm thường xuyên thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp với các cái cơ quan chức năng như là Ủy ban kiểm tra và các cơ quan khác có liên quan, thì sẽ rà soát các cái đơn thư cũng như là phối hợp để giải quyết các cái đơn thư khiếu nại của công dân để tiếp tục để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xử lý giải quyết kịp thời, cũng như là chỉ đạo các cơ quan chức năng là phải cương quyết để xử lý giải quyết các cái đơn thư có liên quan đến, nhất là trong tình hình hiện nay thì công tác nhân sự là một trong nhiệm vụ rất là quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, với việc coi trọng các hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở, nhất là công tác đối thoại cũng đã được quan tâm làm rõ vấn đề ngay từ khi người dân mới có đơn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, của các cấp trong tỉnh, đã góp phần quan trọng để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương trong thời gian qua cũng như trong những năm tiếp theo, góp phần phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp đã và đang diễn ra. Đến đây, chuyên mục nội chính và phòng chống tham nhũng cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.